này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, đâu ra mà xếp hàng lâu dữ vậy, không biết chừng nào mới tới lượt Happy đi khám bệnh như chị Panda nữa. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy chị Panda bị cái gì không? Để Happy kể với mấy bạn nghe nha. Chị Panda bị bệnh, nhưng mà các bạn nó có biết là bị bệnh gì đâu. Chị Panda bị bệnh mất trí nhớ đó, nên là bây giờ cái Happy phải dẫn chị Panda vô đây để cho chị Panda gọi là hồi ức lại ký ức đó mấy bạn ơi. Trời thấy không, nãy giờ bà Panda bà tỉnh tỉnh rồi á, chứ đó giờ bà có tỉnh tỉnh gì đâu. Trời ơi, vô xếp hàng mau lên, vô đây tôi khám bệnh cho. Trời ơi, con bé này nó chạy đi đâu mà nó chạy hoài vậy? Hả, con bé này đi vô khám bệnh nè. Trời ơi, chị Panda cũng không nhớ Happy luôn mấy bạn ơi. Mà bà Panda này bà bị gì mà bà là người bị bệnh mà bà Panda bà nói Happy là người bị bệnh là sao vậy? Trời ơi, còn cái bà tóc đỏ này nữa đi vô xếp hàng nhanh để một hồi người ta khám bệnh cho, còn đứng đây hoài. Trời ơi, quá chừng luôn. Bệnh nhân hôm nay đông quá vậy nè. Thôi bà tóc vàng đi theo Happy nè. Ủa đi theo gì vậy? Happy là ai? Là tôi nè, tôi là cái người này nè, thấy không, đây nhảy nhảy đó. Trời ơi Happy hả? Đúng rồi, Happy đi vô đây khám bệnh nè Happy. Trời ơi, bà Panda bánh vô khám bệnh mà chỉ sao mà thành Happy đi khám bệnh luôn vậy? Đây, mình phải nhảy lên đây và đi vào trong này sẽ có người khám bệnh. Đúng rồi đó, đi vô đó khám bệnh đi. Nhảy lên cái ống hông gió này nè. Đâu bác sĩ đâu, bu vô đây khám bệnh nè. Đi xuống đi, nhảy xuống kìa, bu vô đó khám bệnh cho bà Panda chứ Happy đâu có bị bệnh gì đâu mà khám bệnh. Trời ơi, nói chơi thôi chứ nãy giờ á chị Panda có bị mất tiếng nhớ. Đúng rồi, gì đâu, chị Panda còn đang tỉnh mà. Chị Panda đang bị cái bà nó bắt nhốt vô đây nè, chảy thấy mồ luôn đó Happy. Đúng rồi, chứ nãy giờ mình đâu có chị Panda mà bị mất trí nhớ là chị Panda ha. Chị Panda không bao giờ mà bị mất trí nhớ, chị Panda nhớ dai lắm đó Happy. Nhớ dai như đĩa luôn ha. Ai mà thiếu tiền chị Panda là chị Panda nhớ mãi luôn á Happy. Còn ai mà chị mượn tiền ai là chị sẽ quên. Ôi, chị Panda mà bị mất trí nhớ thiệt là người ta lấy búa ta gõ đầu chị Panda đó. Trời ơi, ai mà dám gõ chị, đầu chị Panda cứng lắm. Thiết đầu công đó, Happy có nghe tên là thiết đầu công chưa? Thiết đầu công hả? Chị Panda đã luyện cái đầu của chị Panda nó cứng như là cục sắt vậy đó Happy. Trời ơi à. Nè, ấy, ở đây hình như là cái hộp cứu thương nè. Hộp cứu thương hả? Ở đây nãy giờ chị Panda ai? Gì trời, ở đây là cái hộp bông gòn nè. Oh my god, nó siêu khổng lồ luôn nè. Gì bông gòn gì siêu khổng lồ dữ vậy? Ai đâu mà băng chim mà sao bông gòn dữ vậy? Người khổng lồ đó. Ôi, ở trong này khám cho toàn là người khổng lồ không hả Happy? À, còn có mình là người mini đó chị Panda. Thôi thì ra vậy. Thôi thấy chị Panda cũng đi hơi chậm đấy. Để nhưng Happy... mà thôi cũng kệ hả Happy? Đúng rồi, nên bây giờ Happy quyết định đi trước chị Panda nhé. Trời, giờ có xe lăn tới đón mình nha mọi người ơi. Cái gì xe lăn? Cái đó là cái băng ca đó. Trời ơi Happy không biết gì trơn. Ê, băng ca là cái gì vậy chị Panda? Băng ca là cái đồ mà để đẩy bệnh nhân đó Happy. Oh my god, nhiều laser với lại nhiều gai quá trời. Trời ơi, mà đẩy bệnh nhân qua cái laser này làm sao mà trị được? Ố là la. Thì người ta đẩy qua để không lẽ bệnh xong rồi đưa vô còn đẩy ngang cái laser này nữa hả? Ô mai lý bà bồ, để cho mình hết bệnh thật là căng thẳng luôn á Happy. Trời ơi, ở đây là chỗ khám gì đây? Khám răng đâu, khám đâu để chị Panda xem chị Panda biết. À, cái chỗ này là chỗ nhổ răng đó Happy. Happy có răng súng không? Happy không có răng súng, Happy nhổ hết răng rồi. Ồ, răng Happy bị nhổ hết rồi hả? Happy súng răng luôn rồi. Vậy là Happy chỉ được ăn chuối thôi chứ Happy không được ăn đầu cứng. Ủa chú hỏi tại sao lại không ăn đầu cứng? Ăn đầu cứng răng đâu có răng đâu nhai Happy. Cũng đúng, Happy đâu ăn, Happy đâu có răng đâu mà nhai. Ồ chết cha, cái này mình phải leo hàng rào qua hả? Ủa là lấy cái ghế, chạy lên cái ghế, lấy cái ghế, cầm cái ghế lên. Rồi xong qua lấy cái ghế, lấy 2 cái ghế nha chị Panda. Ok, chứ một cái làm sao mà nhảy qua được, chị Panda biết bụ. Chị Panda khôn lắm đó Happy. Ok vậy sao? Hay. Hai. Thôi. Trời. Trời ơi. Quá bả kìa chị Panda ơi. Bà dí Happy nè. Trời ơi. Chạy đi. Bà là một người robot. Trời ơi, cái bà robot hả? Bà đó là phải bà bác sĩ không Happy? Đúng rồi đó bà đó chị Panda rồi đó. À, bây giờ mình phải đi nhấn cái nút. Mình làm Dây, chị Panda qua túi Happy ơi. Ghê vậy rồi mình nhảy lên cái propeller. Ồ, cái này là mấy cái sách đó để bả ghi chép lại cái ai mà tới nhổ răng đó Happy. Trời ơi, một đống luôn thấy không, chồng luôn đó. Ôi lý bà bồ, là cũng nhiều người lắm đó chị Panda nè, thấy không, cái giấy đầu luôn nè. Trời ơi, cái giấy nữa hả? Đúng rồi đó. Không phải chết. À, trời xe lăn kìa. À, trời nó cán Happy. Ủa sao Happy không lên xe lăn ngồi đi cho nó đưa Happy đi? Happy đâu có bị què đâu á. Mình lên xe lăn là mình ngẫm tỏi luôn á. Ồ vậy là xe lăn nó không thể để cho mình ngồi hả? Đúng rồi. Trời, cái xe lăn độc ác. Thường là cái xe lăn là phải để đẩy bệnh nhân đúng không? Đúng rồi đó chứ mình đâu phải bệnh nhân đâu, chị Panda bị mất trí nhớ. Mấy người mà bị mất trí nhớ với chị Panda mà tóc vàng á là hay bị ngồi xe lăn á. Đúng rồi. Nhưng mà trong này xe lăn nó không cho mình ngồi, nó không cho mình ngồi được đâu, nó sẽ lăn mình đó. Đây nó phân biệt chủng tộc đó chị Panda. Phân biệt người tóc vàng giống nói ai tự biết đi nha. mà đừng ra đâu. Ô đây, đâu rồi? Hả? Happy đang ở đâu vậy? Happy lên tới cái cưa cưa nè. Không biết chị Panda có đi ngược đường lại không nữa, phong cách của chị Panda ưa đi ngược. Happy ơi, Happy không thấy chị Panda ở đâu cả. À, Happy thấy chị Panda đang chạy đi. À, đây tông chị Panda bây giờ. Chạy đi. À, chạy quá nhanh luôn nè, trời ơi. Sắp tới đường rồi, sắp tới rồi. Rồi Happy. À, trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, bà Panda bà dở ghê. Ủa? À. Trời, mới nói xong mà Panda mới xuất hiện ngay đây luôn, hết hồn. Mấy cái cây này nó làm chị Panda hết hồn. Ủa Happy đi mới tới đó hả Happy? Trời ơi chị Panda làm Happy sợ hãi. Hey. Rồi Happy đã bị đụng nụ. Tại chị Panda đấy. Trời ơi, mấy cái tại cái cây đó chứ sao tại chị Panda được. Tại chị Panda làm Happy bị mất tập trung. Trong này có một cái giường dành cho bệnh nhân nằm nữa này Happy. Cho chị Panda, chị Panda. Không, chị Panda không có bị thương. Không, nó phải bị thương đâu, người nào mà có tóc vàng á đội nón, đội con cá trên đầu á là phải nằm á chị Panda. Thôi đừng có nói hả đùa thế, chị Panda rất là tỉnh. Tàn nhưng không phê. Lên này. À, trông tiền nghe. Trời ơi, chị Panda nhìn lên trên kìa. Cái gì vậy? Một cỗ máy. Ồ, cái cỗ máy này để vận hành nguyên cái bệnh viện đó đó. Nếu mà cỗ máy nó dừng lại là đèn sẽ tắt hết đó Happy, là mình không thấy đường đi đâu. Cũng đúng đó, mấy cái cưa này sẽ bị ngưng lại. Đúng rồi, vậy hả, nhìn nãy giờ sao mình không tắt đi cho nó ngưng lại? Mình đâu tắt được đâu, chị Panda bả là người khổng lồ bả mới tắt được chứ. Ha, phải... À, vậy bữa ra nó cũng té được hay thì chứ. Trời ơi bà Panda này bả dở thì chứ. Happy mới ngợm củ tỏi có 2 lần à. Trời ơi hết hồn. Trời ơi chưa gì hết mà bà Panda bả leo lên đây. Chạy lại đi Happy ơi, Happy nói nhiều quá hả, mệt quá Happy. Chị Panda ngợm mấy lần rồi chị Panda. Chị Panda nãy giờ nó có ngợm lần nào đâu. Trời chị Panda chắc không vậy. Ô mày kết nè, cái bộ lão lên này. Bộ lão của bả lên này. Ủa bả đang thí nghiệm cái gì vậy? Cái bộ lão của bả định làm người khổng lồ đó. Vậy là bả phải tiêm mấy cái chất nó vô trên cái não bả nó bự vậy đó hả? Cho bả thông minh hơn đó chị Panda. Không, nhiều khi nó bị quá luôn, nó thành ra khan là nó sẽ không còn thông minh nữa đó. Cũng đúng á, chị Panda nguy hiểm quá ha. Đúng rồi. Trời chắc cái đó là mình tài chứ không phải. Vậy xuống đây chị Panda ơi, đừng có nhảy lên mấy cái mà màu xanh nha, là ngậm của tỏi á, nhìn là nghi nghi rồi. Nhảy lên mấy cái thùng màu đen phải không? Đúng rồi đó. Ok. Hay. Ô bà lý trời, vậy cũng té lại hay thiệt chứ. Oh my god. Xuống cái ông trống nè. Wow. Trời ơi, nó đổ axit một đống xuống luôn nè. Trời ơi, axit nhiều quá là nó sẽ rụi á. Trời ơi, cái cây kim nó đâm đâm xuống nhìn nguyên nhìn đấy sợ quá chị Panda ơi. Trời ơi, nếu mà không cẩn thận nó lụi cho một mũi là một hồi mất trí nhớ luôn đó Happy. Mà cái kim này nó khổng lồ thì chứ. Cái đầu kim nó muốn bằng luôn nguyên cái chân của Happy luôn á. Trời ơi, cái kim đó là kim chích heo đó. Tại con heo là khổng lồ vậy hả chị Panda? Đúng rồi, tại vì bả khổng lồ cho nên bả phải nuôi mấy con heo khổng lồ. Ủa cái gì đây vậy, sao bác lần theo con đường nữa đến đây hả? Này là à thì ra là cái cục não này. Ủa nó phải cục não, cái cục này nó sẽ đưa mình tới cái khúc đó. Oh my god, giờ mới biết á. Trời ơi cái cục này nãy giờ nó không đưa mình đi mà nó cứ qua bơ lại và nhức nhức cái đầu á. Các em ơi hãy chạy đi các em ơi. Lại đi. Trời chị Panda bởi vì chị Panda. Chị Panda mới bị té, chị Panda bị lọt vào một cái xe nhỏ. Đã bị hết hồn. Trời mấy cái này easy á. Rồi xong luôn, giờ tới khúc này mới mệt mỏi nè các bạn ơi. Oh my god, cục này nó sẽ đưa mình đi. Trời ơi. Mấy cái mũi tên nó cứ chích hoài. Ủa Happy đi tới lên tới cái cục mà não chạy rồi hả? Đúng rồi, ủa này cục não hả chị Panda? Đúng rồi, Happy đang đứng trên cái cục não thí nghiệm. Thấy ghê quá. Trời chị Panda nói chơi thôi đó, chỉ là một cái cục đá thôi Happy à. Vậy sao? Nó sẽ đưa mình tới đây và đưa mình tới đây. À mình sẽ đứng lên đây. Tại sao mình đợi mấy cái cục kia lại đón mình đi? Oh my god. Sao mà nó cứ rắc rối làm sao vậy? Đúng rồi đó. Thay vì nó đưa mình đi tới luôn đi, nó không đưa, nó còn phải làm tùm lum tà lai. Cục này nãy giờ nó cứ đưa vòng vòng hay đi hoài. Nó đưa đi một hồi hả là mình mất trí nhớ luôn. Oh my god. Trời ơi. Ủa rồi chị Panda, cái cục này chị Panda mệt với nó lắm á Happy. Nhắc cái đầu. Ước gì một lần nó sẽ đưa chị đến nơi về luôn Happy ơi. Đúng rồi. Đau đớn quá đi. Cái đầu sao á. Trời ơi nè mấy bạn thấy không, nãy giờ á chị Panda mới tới đó mà Happy tới đây luôn rồi nè, thấy không? Tới đâu không quan trọng Happy ơi, miễn là chị Panda thoát khỏi cái chỗ này là được rồi. Chị Panda chơi, chị Panda giỡn Happy luôn. Ơi đúng rồi chị Panda quên nữa chứ, chị Panda bị mất trí nhớ hả? Mất cái gì mà mất? Chị Panda phải đi khám. Khám cái gì mà khám? Chị Panda hãy ở lại đây đi nhé. Không, chị Panda còn rất tỉnh và đẹp gái Happy à. Tỉnh rồi con đẹp gái. Ê chị Panda đi vô đây, con cá chị Panda thành màu xanh luôn Happy ơi, và chị cũng thành màu xanh luôn. Happy có để ý điều đó không? Oh my god, cái cục này nó lúng xuống quá. Nó lúng. Ôi nó làm mình Rồi nhảy lên đây. Xong. Trời ơi, sợ quá đi. Oh my god. Ủi hên á, nãy mà Happy đứng đó là Happy thụng xuống xuống cái này nữa rồi, xuống cái gì ta? À, xích rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, mấy cái cây cưa này nó cưa qua cưa lại hoài nhìn đáng sợ thiệt luôn á. Nó cưa để cho đứt cái cầu đó Happy, cho mình không đi qua được đó. Nhưng mà hên là Happy bắt cua được, Happy còn nhảy được á. Ôi, chậm một xíu nữa là gãy cầu. Ui, mấy cục đá này còn rùng rợn hơn cái cưa hồi nãy đó Happy. Qua đây mình nhấn nút để cái cánh cửa đằng kia mình mở ra đó. Cái gì vậy? Nè, hôn chị mình nè. Sao những cái giường này nó trụng xuống với axit hết trơn rồi Tràng? Phải, bởi vì Happy mới kêu chúng ta nằm lên đó. Ui, mấy cái băng ca nữa kìa. Ui, ui. Băng ca rồi xa lăng gì hả? Nó nằm lơ lửng hết trơn luôn. Đây nè, trời ơi. Ủa, mấy cái đồ này nó bỏ nhiều quá hay là Happy lấy về xài đi Happy? Để Happy sẽ nằm xuống nha. Happy nằm lên băng ca. Thôi thôi bây giờ mình phải nhảy xuống đây liền thôi nào. Bà gì vậy? Chạy đi. Nhấn nút mới được. Đi nhấn nút để mở cái cánh cửa này ra. Ủa? À còn một nút rồi. Nhấn. Đâu phải đâu rồi. Trời ơi, ở đây là gì nè chị Bánh Á? Ê, bà quay mặt vô tường kìa, bà không thấy Happy nữa gì ta? Có một cậu ở đây nè. Cái gì vậy? Ủa sao bà gắn ngay cái chớ chung rồi mỗi lần bà đi dậy xinh không lẽ bà leo lên bà ngồi ngược như vậy? Mà bà khổng lồ vậy cái đi. Bà khổng lồ vậy sao bà? Happy lại ngay cửa các bà dí theo được không Happy? Không được đâu. Trời ơi, cái gì vậy chị Bánh Á ơi? Ê, cái này hình như là những cái cục cơ đó Happy. Ê, nhìn đáng sợ quá à. Ôi, giống như là thạch nạc đó Happy. Mấy con gì vuốt nè. Ôi, thạch nạc. Ghê quá à. Ôi, virus ở trong. À, mấy cái cục đó hình như là mấy cái mỡ á, mỡ nhiễm máu á. Ôi, là không máu nhiễm mỡ. Mỡ nhiễm máu. Nếu có ai mà bị mỡ nhiễm máu thì nhớ bình luận cho Happy liền nha. Ủa mấy cái này là mấy cái thịt đó Happy. Ôi nguy hiểm quá, có mấy cục nè. Mấy cục thịt nạc đó, có mấy cái miếng ba rọi đó. Trời ơi, nó mệt mỏi quá chị Bánh ơi. Happy phải bơi đại đi chứ nếu không hả sẽ không thoát được chỗ này đâu Happy. Đúng rồi chứ không hồi bị ngạt thở đó Happy bơi cái tướng nhìn này quá đỉnh luôn Happy, nhìn dễ thương. Happy bơi kiểu là đỉnh của sếp. Trời, con virus nó bay hoài luôn vậy ta, nó không đứng yên chỗ hả? Đâu có bay đâu, mà vòng vòng đó. Đó Happy thấy không, nó lơ lửng như kênh cung trung, như những cái con mà. Trời ơi, chị Bánh làm Happy bị hết hồn. Làm Happy bị mỡ nhiễm máu. Trời ơi, chị Bánh ơi. Ủa sao Happy leo lên đó? Ủa Happy bị gì vậy? Tức lộn ngược dòng hả Happy? Các bạn ơi, Happy đã bơi trong đây được 749 ngày rồi đó. Nên thôi bây giờ Happy sẽ đi ra nha mấy bạn ơi. Trời ơi, chuẩn bị Tết tới luôn mà Happy chưa thoát được cái chỗ này luôn hả Happy? Gì Tết như vậy chị Bánh Nè? Đó chứ Happy nhìn đi, làm gì mà Happy biết đường để ra khỏi đây, thấy ghê không kìa. Ngoằn ngoèo Happy bơi lên hết được luôn rồi kìa. Ủa vậy? Happy bơi lên được rồi nè. Ủa cái đó cái chỗ lên. Trời ơi là Happy không biết, Happy tưởng là bơi tuốt bên kia luôn. À thì ra là chỗ này là phải bắt cua chị Bánh ơi. Ôi, xe lăn kìa, nó chuẩn bị lăn Happy đó. Ủa chị Bánh đang khoái xe lăn lắm nè. No. Ủa đây là đâu vậy? Đây là cái khu nhà trắng. Oh my god. Trời ơi cái bà. Trời ơi lạ. Chị Bánh ơi, cái chị. Bà thí nghiệm thấy ghê quá, bà đứng ở trên cái bộ ốc heo. Bà lấy cái đó chi vậy trời, bà lấy cái đó bà quên. Ôi Happy kìa. Sao cái nó lòi cái tay dài hòn vậy? Đâu phải cái tay đâu. Cục đá chị Bánh nói nha. Bà di chuyển đó, bà điều khiển cái bộ não đó hả? Đưa cái tay ra đập Happy. Trời bà này bắt tới 1000 máu luôn chị Bánh ơi. Trời ơi bà dài quá Happy, bắn bà đi. Đâu ơi. Trời ơi bà còn quơ cái tay bà nhìn Happy giờ bà bắn cái gì nữa kìa. Happy phải tránh khỏi bàn tay khổng lồ nó mới được chứ. Ôi bà lấy cái thằng bà muốn chụp Happy quanh lại để khám bệnh hay gì vậy chị Bánh ơi? Trời ơi bây giờ không có bệnh bà vẫn khám Happy được luôn rồi xong. Yay! Ai một sớm đi. Bờ môi của bà đó thật là quyến rũ Happy à. Hai cục thịt nạc kìa. Ê mà sao bà có liên quan với cái bà nữ mà tóc đỏ thì hay đứng bên đó chị Happy? Đúng rồi, cái cánh cổng đó chị Bánh A vui quá, ta bắn không quá trời chị Bánh A không? Trời vui quá mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy á đã trốn thoát được cái khu bệnh viện rồi. Ôi, trời ơi, cái gì vậy? Đó là mình tuốt ở trên đây nè. Tức là mình đi xuống đây nè. À, vậy là mình bị bắt lên tuốt cái tầng mà cao nhất luôn á Happy. Trời ơi, đúng rồi đó. À, vậy từ trên nếu mà mình có cái đầu bọc dù mình bọc xuống nó nhanh hơn ha. À, cũng đúng á. Và nếu như mà các bạn thích á Happy trốn thoát nữa thì hãy nhớ like, share cho mình nha. Và bây giờ thì chúng ta mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ suý cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.